Cửa hàng em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Hôm nay em với bác là 10 cây máy cưa. Thì đầu tiên có Makita này, tay cụt tay dài Tanaka đó, Makita Shinawa Echo Kyorit Tanaka Komatsu dòng G cực kỳ đẹp luôn bác nhá. Rồi đầu tiên bác xin được giao nhớ nhấn like này, đăng ký kênh và cho thông báo. Các bạn là 0862 567 746 cho em có liên kết sử dụng ở Zalo bác nhá. Bên em thì bán ship hàng toàn quốc, đến nơi bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng nhá. Đầu tiên sản phẩm các mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô bít 3 món theo kèm. Đó, đến nơi bác được kiểm tra hàng thoải mái luôn bác nhá. Bác lắp lam vào đi test, bác nào mà không có nhu cầu lắp lam thì bác cứ báo em nhá. Đó, em sẽ để nguyên lam xích cho bác luôn. Lô máy này rất là đẹp. Đó, rất là nhiều hệ, bác xem và tham khảo nhá. Lô chữ E, đầu tiên em một thì em có một cây Makita. Con này là Makita MDE400, con này công suất là 40cc. Lam bản dài mặt cắt là 40, lam 45, xích là chạy xích chung 91. Con này cực kỳ đẹp luôn bác nhá. Máy móc liền lạc. Đó, con này được trong là công suất 40cc lòng 40 ly. Đó, bác nhìn hàng bãi này. Đội còn trắng rất là cao luôn. Con này hàng như mới, full chức năng các bác nhá. Bơm xăng phụ các thứ. Đó, con này được trang bị lốc nhôm này, bô đen nhám, hàm rồng còn đủ nguyên. Đó, cái dòng này thì trước lúc mình đi cắt củi gia đình, các bác đi khai thác này, đi phá rừng của mình đường kính 50 đổ lại. Makita trọng lượng rơi vào 5kg các bác nhá. Hàng Nhật cực kỳ đẹp luôn. Trắng như mới. Đó. Con này thì cắt rất là khỏe. Đó, ốc áng hoa thị chống tuét, đó gọi là full chức năng cho bác nhá. Đó, con này thì máy đẹp bác là trên 95% luôn. Hàng nguyên zin nguyên bản của dòng Makita. Con E1 giá là 1.700.000, bao ship toàn quốc. Rất nổ bác nghe từng máy này. Rất là nhạy nổ luôn. Là 1.700.000, hàng đẹp như mới, xuất sắc luôn các bác nhá. Rồi, cực kỳ đẹp. Tiếp theo cây số 2 thì em có một cây Tanaka. Con này là 3M330A. Đó, con này được trang bị công suất là 33cc. Lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91, lam của người chữ Tanaka bác nhá. Lam Oregon có luôn tăng xích trên lam. Đó, bộ bọc trắng tươi. Dòng này trọng lượng là 4.5kg. Trước đó mình leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao này, bơm xăng phụ các thứ đầy đủ, hàng nguyên zin của Tanaka. Đó, cái dòng này thì cánh chị em phụ nữ sử dụng rất là nhiều luôn, vận cầm đi cầm lại nhẹ nhàng. Đó, cái dòng tay cụt đời chạy hai là bạc nên rất là khỏe luôn các bác nhá. Dòng tay cụt bác cầm một tay là hai tay đều rất là nhẹ. Đó, chưa đến 4.5kg trong con máy, sử dụng tua rất là cao. Con này đẹp bác là trên 95% luôn. Đó, cây E2 giá là 2 triệu bao ship cho một cái máy tay cụt. Đó, con này cắt thì lợi sang khỏi bàn luôn. Đó, test nổ bác nghe từng máy này. Bác nhìn dây giật nhá, dây zin này trắng tươi luôn. Công tắc các bác gạt lên này. Đó. Chỉnh lại cho bác nhé. Đó, một cây hàng cực kỳ đẹp, nguyên zin nguyên bản của Tanaka. Cái này giá là 2 triệu bao ship. Và tiếp theo cây số 3 thì em có một cây tay dài đời cao. Con này là Tanaka Bowmate bản 335S các bác nhé. Bản S là bản tay dài chưa có, được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91. Đó, lam còn nguyên chữ Tanaka nhá, tăng xích trên lam. Đó, ốc áng 7 màu. Cái bản này là bản tay dài. Đó, trọng lượng của máy nó chỉ rơi vào là 4.2kg. Đặc biệt bơm xăng phụ các thứ đầy đủ. Ngoài ra máy được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Cái dòng này thì bác cứ kéo nhẹ nên là nổ các bác nhá. Đó, thích hợp bác nào mà chưa dùng cưa. Đó, leo trèo tỉa cành, bác đi cắt tỉa những cái gỗ vanh tầm 25-30. Đó, hàng nguyên zin nguyên bản của Tanaka, bô bọng trắng tươi luôn này. Đó, bác nào mình khó tính có tuổi, đó bác tham khảo dòng tay dài các bác nhá. Giật dòng máy rất là nhạy nổ luôn. Kéo nhẹ nên là nổ. Đó, cây F3 giá là 2.100.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy nhá. Cực kỳ là nhạy nổ luôn. Đó, riêng dòng này. Thank you.
cơ bác nha. Đó, trục giật trợ lực lớn, bác cứ kéo nhẹ nên là nổ. Đó, bản đời cao của Tanaka. Đó, trục giật trợ lực lớn. Cây F3 giá là 2.100.000, bao ship dòng tay dài. Tiếp theo cây số 4, em có một cây Makita. Con này là Makita MEA3210MTM bác nhá. Con này được trang bị công suất là 32cc. Đó, Make in Japan các bác nhá. Đó, Make in Japan này, trọng lượng 3,2kg. Lam bản dài mặt cắt là 35540, tức là chạy sức chung 91, lam của nguyên chữ Makita bác nhá. Vô bọng trắng tươi. Đó, con này là hệ máy tay cụt đó. Tháng thì hoạt động bình thường. Đó, con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Bơm tăng phụ các thứ đầy đủ. Bác nào mà thích làm hàng sưu tầm có thể tham khảo cây F4 này. Đó, cái F4 này các bác nhá. Trọng lượng nhẹ nhàng, các bác leo trèo tỉa cành. Đó, bác cầm đi ra ngoại, đó sử dụng cái này cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đó, con này phải đẹp tầm trên 95% luôn cho bác luôn. Đó, bác nào mà chưa dùng cưa, bác tham khảo cây F4 này các bác nhá. Các anh chị em phụ nữ bác tham khảo này. Đó, đặc biệt cái dòng này cực kỳ nhạy nổ luôn. Full chức năng, đó, trục giật trợ lực lớn. Bác nào mình có tuổi đó sử dụng dòng này cực kỳ nhạy nổ luôn các bác nhá. Cây E4 giá là 2.300.000, bao ship toàn quốc, một cây Makita hàng nguyên nguyên bản cực kỳ đẹp. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Đó, bác bật công tắc xuống bác nhá. Cây này một cây rất là đẹp, cây E4 giá là 32.300.000, bao ship. Tiếp theo cây số 5 thì em có một cây Shinawa. Con này là Shinawa 304. Đó, con này công suất là 30cc, thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản các bác nhá. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35540, xích là chạy xích chân 25, hai ốc giữa lam. Đó, bản này được trang bị là van xả áp này. Các bác giật dòng này rất là nhẹ nhàng luôn, lam 40 cắt 35. Đó, con này nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đặc biệt dòng này nó rất là nhạy nổ luôn. Đó, trọng lượng của máy nó chỉ rơi vào 5kg. Đó, con này được trang bị là lốc nhôm. Đó, bô đen nhám. Đó, bác nào mà chưa dùng cưa, bác tham khảo nhá. Dòng này đi cắt tầm trung. Đó, đi cắt loanh quanh vườn nhà, cắt củi nấu rượu. Shinawa thì nó sự phòng tua rất là cao. Dòng này thì hệ anh em miền Tây ưu chuộng hơn. Đó, tua cao, riêng này chạy rất là lợi xăng các bác nhá. Hàng nguyên zin nguyên bản. Đó, cây E5 giá là 2.600.000. Ngoài ra máy được trang bị là van xả áp. Bác nào mình có tuổi có tính, mỗi lần các bác ấn đây, bác giật lên rất là nhẹ nhàng luôn. Hai ốc dư lam. Rồi, 2.600.000 bao ship. Đó, test đổ bác nghe từng máy nhá. Cực kỳ là nhạy nổ luôn. Bao ship. Đó, phía trên này hàng trên thì đầu tiên con E6 thì em có một cây Komatsu, con này bản G. Con này là G40 AV. Đó, con này được công suất là 40cc, nòng 5. Đó, lam bản dài mặt cắt là 40545, xích là chạy xích chân 325, làm gen watt luôn các bác nhá. Đó, làm zin theo máy, lam bản 16, hai ốc giữ lam. Đó, trọng lượng dòng này nó rơi vào 5.3kg. Đó, bác đi khai thác phá rừng thoải mái luôn. Làm gen watt làm cực kỳ đẹp. Dòng hay anh em miền Tây. Đó, giật con này rất là nhẹ nhàng luôn. Đặc biệt dòng này rất là nhạy nổ các bác nhá. Đó, nhẹ nhàng, máy móc là nguyên zin nguyên bản. Đó, cái này thì gọi nồi đồng cối đá, tất cả đều bằng hợp kim nhôm hết các bác nhá. Đó, dòng này thì chuyên hệ anh em miền Tây luôn. Genwatt Japan. Đó, 40cc. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Dòng này tua rất là hay luôn các bác nhá. Đó, đó, tiếp theo cây E7 thì một cây Shinawa, con này là 36380. Con này được trang bị công suất là 40cc. Đó, lam bản dài mặt cắt là 35540, xích là chạy xích chân 25. Đó, lam là tinh lam của Shinawa luôn các bác nhá. Hai ốc giữ lam. Con 380 này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, lốc nhôm, hàm rồng. Đó, cái dòng này bác đi phá rừng khai thác gọi là cả ngày luôn. Shinawa một thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản. Đó, nên con này rất là được dòng ưu chuộng các bác nhá. Tua cao, nhạy nổ. Đó, cắt gọi là gỗ banh tầm 560 đổ lại, cắt đi khai thác, đó đi cắt chuyên nghiệp các thứ, sử dụng con này cực kỳ là nhẹ nhàng. Đó, 5kg trong con máy,
hai ốc giữ lam đó, làm xuyên qua Latin nhá, đó là chữ ẩn luôn này đó, các bạn nhìn thấy không, làm Latin đó, dày dặn trắng tươi xích zin đó, còn tầm 90% nữa đó. Cây E7 giá là 3 triệu bao ship đó, kết nổ bác nghe tiếng máy nhá. Kỳ là ưu chuộng đó, rất là phổ thông như dòng này. Tiếp theo cây E8 thì em có một cây Tanaka. Đó, con này là Tanaka 385. Đó, con này công suất là 40cc, làm dài mặt cắt là 45, xích đã chạy xích chân 325, làm là tinh nhá, làm của Tanaka luôn. Hai ốc giữ lam. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Con này được trang bị là van xả áp này, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng, bồ đèn nhám, cực kỳ đẹp luôn nhá các bác nhá. Lam còn nguyên chữ Tanaka đó, trọng lượng 5kg, bác đi cắt phá rừng khai thác cả ngày luôn. Tanaka nó sử dụng tua rất là cao, rừng nó chạy lợi xăng luôn các bác nhá. Con này hàng nguyên nguyên bản, đẹp tầm 95% cho bác luôn. Đó, van xả áp mỗi lần bác ấn đây giật rất là nhẹ nhàng. Cái E8 giá là 3.200.000 bao ship toàn quốc đó, bán rồi. Tanaka cực kỳ đẹp, hai ốc giữ lam. Rồi, chắc nổi bác nghe tiếng máy này, 3.200.000. Bao ship. Theo cái E9 em có một cây Kyurit, con này bản Super Pro V395 đó, SP. Con này công suất là 40cc. Đó, trước mình đi cắt chuyên nghiệp nha. Đó, đi bản chuyên nghiệp các thứ. Làm bản dài mặt cắt là 45, làm nối tản nhiệt của Kyurit các bác nhá. Đó, làm zin theo máy này. Đó, làm cực kỳ đẹp luôn. Đó, làm trợ lực. Đó, xích là xích chân 325. Đó, nhôm đồng quyền các thứ đầy đủ hết cho bác nhá. Hai ốc giữ lam. Con này thắng được hoạt động bình thường. Đó, con này cực kỳ đẹp luôn. Con này dòng khai thác sẽ được trang bị là lốc nhôm, đó, hàm rồng, bồ đèn nhám, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, hãy số gì đó các bác nhá. Đó, Make in Japan. Đó, bác cắt sớm tối cả ngày. Ngoài ra cái bản này được trang bị là van xả áp. Mỗi lần bác ấn này các bác giật lên rất là nhẹ nhàng luôn, trục giật trợ lực nữa. Trọng lượng rơi vào 5kg, các bác đi hạ những gỗ to bằng cái tô sơn nhá. Đó, gấp đôi, thoải mái luôn. Bản Super Pro này, các bác nào mà làm những công việc khoảng là 11, 12 tiếng một ngày đó, các chuyên nghiệp thì trong thời gian đấy, đó, các bác tham khảo cây máy này các bác nhá. Giá là 3.400.000 cho một cây máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, các phần đoạn các thứ dừa rất sử dụng dòng này cực kỳ lợi xăng luôn luôn. Các bác nghe tiếng máy này, đua này rất là cao luôn. Đó, con này công suất là 40cc, lam bản dài mặt cắt là 45, xích là chạy xích chân 325, làm la tinh tản nhiệt to nha. Dòng này trên bằng đi khai thác này, phá rừng xẻ xiếc đó, cắt sớm tối cả ngày. Echo này bản đời cao này, bản đời V4000, được trang bị là van xả áp. Đó, con này được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng còn đủ nguyên cho bác nhá. Đó, làm la tinh tản nhiệt cực kỳ đẹp luôn. Bác đi phá rừng tầm 100-120 đổ lại. Đó, chạy thì Echo cắt bác làm những việc hoặc là cắt cả ngày, sớm tối cả ngày bác nhá. Bảo dòng Echo này cắt liên tục trong thời gian này. Con này thắng thì hoạt động bình thường. Dòng máy lớn, nhông đồng tiền các thứ đầy đủ, bác hai ốc giữ lam. Đó, làm xích cực kỳ đẹp, tua cao nhạy nổ. Cây cuối cùng giá là 3.600.000 bao ship. Nhất nổ bác nghe tiếng máy này. Đó, tua rất là cao, 3.600.000.
600.000, bao ship một cây cực kỳ là đẹp. Rồi em xem pháp kết thúc video đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua thời hàng là 0862 567 746 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.